thằng trai không à? Cứng góc này quay có vẻ ok hơn nè. Nguyễn Hoài Nam, hello chị em. Hello Nam. Lâu rồi không thấy Nam qua. Trốn luôn rồi hả Nam ơi? Đỗ Quân, mua sản phẩm về chị được không mẹ? Được em ơi, nếu mà muốn mua sản phẩm thì vô nhắn tin cho chị đi, rồi chị coi cái da như thế nào rồi chị tư vấn cho. Nhiều bạn không có đi tới bên chị được, nhưng mà xài sản phẩm nó cũng đỡ được phần nào cho mấy bạn đó em. Không chịu cũng phải chịu, không thôi bao cá spa à. Nguyên Vũ. Giờ em muốn gả ai?